Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin sáng của chúng tôi. Bản tin sáng được cập nhật đến 6 giờ hàng ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong vụ 4 du khách Hàn Quốc tử nạn. Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa, vụ 6 quỹ tín dụng vỡ nợ. Kinh doanh bất động sản thua lỗ, thanh niên cướp tiền tài xế taxi. Bắt phóng viên cưỡng đoạt tiền của người dân ở Đắk Nông. Con tin Israel hé lộ khoảng thời gian kinh hoàng bị Hamas giam giữ. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc gửi các sở ngành địa phương đề nghị khẩn trương khắc phục sự cố trong vụ 4 du khách Hàn Quốc tử nạn khi trải nghiệm làng Cù Lần, xã Lác, huyện Lạc Dương, thông tin từ báo Dân Trí. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng giao công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra xác định nguyên nhân, đồng thời làm rõ trách nhiệm các tổ chức đơn vị có liên quan đến vụ việc tai nạn nêu trên. Nếu có sai phạm, tỉnh sẽ xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn đối với hoạt động tổ chức tour du lịch mạo hiểm dã ngoại. Trong đó, tập trung tổ chức kiểm tra rà soát, nắm tình hình và chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi, giải trí mang tính chất mạo hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và hoạt động đúng quy định của pháp luật. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh theo dõi sát tình hình thiên tai, mưa lớn trên địa bàn để có giải pháp cảnh báo sớm đối với các hiện tượng sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt. Ghi nhận từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai sáng ngày 25 tháng 10 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Quốc Tuấn, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai và Võ Khắc Hiển, phó giám đốc kiêm chánh thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo Hiển bị bệnh đang điều trị tại bệnh viện và luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn cũng có đơn xin vắng mặt. Theo cáo trạng, bị cáo Tuấn đã buông lỏng trong công tác thanh tra, giám sát các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2014 đến năm 2017, can thiệp vào kết quả thanh tra, không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Các quỹ tín dụng trong quá trình hoạt động đã huy động vốn lãi suất cao, lập hồ sơ khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn để rút tiền của khách hàng gửi tiết kiệm, lập khống số tiền gửi, dẫn đến không có khả năng chi trả. Đến năm 2017, trong thời gian bị cáo Tuấn làm giám đốc đã có 6 quỹ tín dụng trên địa bàn đồng loạt bị vỡ nợ, gây thiệt hại hơn 1.352 tỷ đồng. Báo VTC News đưa tin, ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Quang Lợi, sinh năm 1993, trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra ban đầu, ngày 9 tháng 9, Lợi chạy xe ô tô trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Giảng Nam 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thì va chạm với bà Lê Thị Huệ, sinh năm 1963, trú xã Hòa Phước, đang dắt xe đạp dừng trên đường. Vụ va chạm khiến bà Huệ ngã xuống đường bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu, tuy nhiên không qua khỏi. Quá trình điều tra, qua test nhanh ma túy, cơ quan công an xác định Lợi dương tính với chất ma túy. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Lợi khai nhận, hôm đó sau khi sử dụng ma túy, Lợi chạy xe ô tô nói trên và gây tai nạn. Theo thông tin từ báo Giao thông, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ngày 25 tháng 10, đang tạm giữ Triệu Minh Sang, 26 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo cơ quan công an, vì để kiếm tiền trả nợ, Sang đã khống chế tài xế taxi để cướp tiền nhưng bất thành. Cụ thể, đêm ngày 23 tháng 10, Sang thủ sẵn hung khí rồi gọi một chiếc taxi chở từ phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức về tỉnh Bình Phước. Khi đi đến đoạn đường thuộc địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thì Sang nói tài xế dừng xe lại bên đường. Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, Sang khống chế tài xế yêu cầu đưa tiền. Tài xế đã chống cự quyết liệt và vùng chạy rồi chi hô. Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã huy động lực lượng chốt chặn các ngã đường truy tìm hung thủ gây án. Đến rạng sáng ngày 24 tháng 10, lực lượng công an đã bắt giữ được Sang khi đang lẩn trốn gần khu vực gây án. Tại cơ quan công an, Sang khai nhận làm nghề kinh doanh bất động sản nhưng thời gian gần đây gặp khó khăn nên rơi vào cảnh nợ nần. Để trả nợ, Sang đã nảy sinh ý định đi cướp tiền của người khác. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu kịp thời hai vợ chồng bị nước cuốn khi đi qua đoạn đường ngập lụt, thông tin từ báo Lao động. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, anh Trần Hữu Nợ, tên viết tắt,
30 tuổi, chở vợ là chị Trần Thị X, tên viết tắt 29 tuổi, ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, đi làm bằng xe máy. Khi đến đoạn đường thuộc xã Quảng Phước, vợ chồng anh N bị nước lớn chảy xiết cuốn trôi. Nhận được tin báo, người dân gần đó cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn của hai xã Quảng An, Quảng Phước kịp thời ứng cứu, đưa người và phương tiện lên bờ an toàn. Ghi nhận thông tin từ báo điện tử VTV News, sáng ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường 11 phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý phạt nguội chủ một xe tải do bị camera an ninh quay lại cảnh tài xế điều khiển xe này đổ rác bậy bên lề đường 2 tháng 9 lúc gần 18 giờ chiều ngày 20 tháng 10. Theo camera an ninh, thời điểm trên tài xế chạy xe leo lên vỉa hè đường 2 tháng 9. Sau đó tài xế cùng một người ngồi bên cạnh xuống xe, mở thùng xe và vứt đồ xuống đống rác tự phát rồi rời đi. Đoạn camera này sau đó được trích xuất để phường 11 và Công an thành phố Vũng Tàu làm cơ sở mời chủ xe lên làm việc, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vì đổ rác thải không đúng nơi quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Khoa, 53 tuổi, phóng viên tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam, để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, thông tin từ báo Tuổi Trẻ. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn huyện cư trú tỉnh Đắk Nông, Khoa đã nhiều lần gọi điện thoại cho ông DQT, tên viết tắt, ngụ tại huyện cư trú cũng như người thân của ông T, và cho biết hiện mình đang đi xác minh đơn tố cáo của ông T là thương binh giả, làm giả hồ sơ để hưởng chế độ dành cho người bị nhiễm chất độc da cam. Nếu gia đình không muốn đưa việc này lên tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại thì phải đưa tiền cho Khoa. Theo thỏa thuận, ngày 20 tháng 10, trong lúc Khoa đang nhận 52 triệu đồng từ người thân của ông T ở thị trấn Ea Tờ Linh, huyện Cư Rút, thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Cư Rút bắt giữ cùng tang vật. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, vào tối ngày 24 tháng 10, đoàn công tác do ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu làm trưởng đoàn đã đến bệnh viện Bà Rịa hỏi thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho 3 người dân bị thương vong trong vụ cháy tiệc cưới ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức vào trưa ngày 22 tháng 10. 3 người bị thương gồm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đinh Thị Mến và ông Trần Thái Hồng, đều 67 tuổi. Cả 3 người đều bị bỏng nhẹ sau vụ cháy tiệc cưới. Khi mới xảy ra vụ cháy, ông Hồng đã chạy ra được khỏi hội trường. Tuy nhiên sau đó, ông đã quay lại để giúp đỡ, đưa một số người còn mắc kẹt bên trong ra ngoài. Do vậy, ông Hồng bị bỏng ở lưng và một bên tai. Ông Hồng và các nạn nhân bị thương sau đó được đưa tới bệnh viện Bà Rịa điều trị. Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 10 phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong. Nạn nhân là ông NXT, tên viết tắt, 61 tuổi, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, xe container do một tài xế chưa xác định danh tính cầm lái chạy từ khu công nghiệp Sóng Thần ra quốc lộ 1 hướng đi quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe container đến số 275 quốc lộ 1, khu phố 5, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do ông Tê điều khiển. Vụ va chạm mạnh khiến ông Tê không qua khỏi. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Báo Tiền Phong đưa tin, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, bác thông tin cho rằng Tổng thống Vladimir Putin bị ốm, cũng như tin đồn rằng ông đang sử dụng người đóng thế khi phải xuất hiện trước công chúng. Ông Peskov khẳng định Tổng thống Putin chưa bao giờ cần tới bất kỳ người đóng thế nào vì sức khỏe và năng lượng của ông là điểm vượt trội, đồng thời cho biết Tổng thống Putin vẫn luôn là mình và là người cực kỳ năng động. Khi được hỏi về thông tin không có nguồn gốc đăng trên một tài khoản Telegram ở Nga rằng ông Putin bị đau tim vào tối ngày 22 tháng 10, ông Peskov khẳng định rằng mọi thứ đều ổn với ông ấy, đây hoàn toàn là một điều giả mạo. Ông Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin chưa bao giờ trốn trong bất kỳ bon ke nào và gọi những thông tin như vậy là hoàn toàn dối trá. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Tổng thống Putin phủ nhận tin đồn từ lâu rằng ông sử dụng người đóng thế, dù ông nói từng nhận được đề nghị như vậy vì lý do an ninh. Theo hãng thông tấn Al Jazeera, hai con tin tối ngày 23 tháng 10 đã được Hamas thả tự do sau nhiều ngày bị lực lượng này bắt cóc, theo một thỏa thuận do Qatar và Ai Cập làm trung gian. Hiện Hamas vẫn giam giữ khoảng 218 con tin, nhiều người trong số đó là người nước ngoài hoặc đa quốc tịch, tại nhiều địa điểm bí mật khác nhau, báo Vietnamnet đưa tin. Bà Lipsit, một trong số hai con tin, sau khi nhận chăm sóc y tế từ các y bác sĩ làm việc ở bệnh viện Tel Aviv, đã có đủ sức khỏe để giới truyền thông phỏng vấn trong ngày 24 tháng 10. Trong buổi phỏng vấn này, bà Lipsit đã tiết lộ những gì bà đã trải qua khi bị các tay súng Hamas bắt cóc và giam giữ. Bà hồi tưởng lại, những kẻ tấn công đã khống chế và chở bà trên một chiếc xe máy vào ngày 7 tháng 10, thời điểm cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra.
đầu bà nghiêng một bên, trong khi cơ thể nghiêng sang hướng còn lại. Trên đường di chuyển, những đối tượng đã tấn công bà. Dù vậy, theo bà Lipsit, bà đã nhận được sự đối xử tốt tới từ những kẻ bắt cóc lúc tới dải Gaza, khi những đối tượng này chia sẻ thức ăn cho bà và nhiều con tin khác, cũng như đưa bác sĩ tới để cung cấp thuốc men. Theo thông tin từ báo Dân trí, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu mới đây đã thông báo với các binh sĩ rằng giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột đang đến gần. Theo đài CNN, phát biểu của ông có thể ám chỉ phía Israel đang chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào dải Gaza. Phát biểu trước đơn vị Yahalom của lực lượng phòng vệ Israel, ông Netanyahu cho biết Israel chỉ có một nhiệm vụ là đập tan Hamas, đồng thời cho biết Israel sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ đó. Cũng trong bài phát biểu, ông Netanyahu cũng cho biết Israel đang tấn công kẻ thù bằng lực lượng lớn. Theo trang web của lực lượng phòng vệ Israel, Yahalom là đơn vị đặc biệt của quân đoàn kỹ thuật chiến đấu thuộc lực lượng phòng vệ Israel. Đơn vị này được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật đặc biệt trong chuyến thăm đơn vị Yahalom vào hôm 24 tháng 10. Ông Netanyahu cũng xem qua một số loại đạn dược mà Hamas dùng để tấn công Israel. Ngày 24 tháng 10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA bắt đầu đợt đánh giá đầu tiên mức độ an toàn từ việc Nhật xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Daiichi Fukushima ra biển kể từ khi hoạt động này bắt đầu hồi tháng 8. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, theo hãng thông tấn Kyodo News, nhóm đặc nhiệm của IAEA có sự tham gia của các chuyên gia từ 11 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Nga, vốn đã chỉ trích gay gắt việc xả nước thải và áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật. Đợt đánh giá đầu tiên của IAEA đã kéo dài đến ngày 27 tháng 10. Giám đốc Bộ phận An toàn và An ninh hạt nhân của IAEA phát biểu tại cuộc họp rằng, thông qua đợt đánh giá độc lập, khách quan, dựa trên khoa học theo các tiêu chuẩn quốc tế của mình, họ muốn kiểm tra xem việc xả thải của phía Nhật có được thực hiện an toàn theo đúng kế hoạch hay không. Trong chương trình làm việc ngày 25 tháng 10, nhóm sẽ kiểm tra các cơ sở xả thải tại nhà máy Daiichi Fukushima. Song song đó, các chuyên gia cũng sẽ đánh giá việc giám sát môi trường và kế hoạch cho các đợt xả thải sắp tới, dự kiến kéo dài 30 năm hoặc lâu hơn. Các quan chức của IAEA cho biết họ sẽ công bố báo cáo về đợt đánh giá an toàn đầu tiên vào cuối năm nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.